mình pha giật đi, còn khá dữ lắm, khá là cá nhậu. Theo bánh hậu cá cả ký luôn, giật dính bờ vô con câu dính cá rồi trời. Phi cho bá rồi, thằng này ổng lên cá trước rồi. Này làm gì sớm, hai bố con đi câu, tranh thủ đi câu kiếm cá ăn cả nhà ơi. Mới đi ra tới à, vừa mới dọ chỗ thử có cá không thôi chứ chưa có mở máy lên quay nữa cả nhà. Đi câu mấy cái lươn cặp cái gạch đó cả nhà. Và vừa ổng mở hàng chú đầu tiên nè. Lấy ra giùm con đó, con khác. Mới ổng mở hàng giùm con. Chào cả nhà. Ông lên hàng nha cả nhà. Tưởng con tưởng được cái mồi dinh ăn không à. Đây cả nhà, hai cho con kêu à, con hai giờ sớm đi câu. Cái mồi dèo đang cả nhà mình xem với cá. Không ngờ luôn á, không ngờ có phi ăn luôn á cả nhà. Tính được cái mồi dinh về cái mương này thì lúc trước vô biết thì cái mồi dinh nhiều lắm. Hôm cho câu nãy giờ chưa thấy con mồi dinh nào hết trơn. Ba vô ông lên hàng trước con cô phi đây. Rồi, giờ cái tí cái vui đầu giao cũng gửi là chúc tốt lành đến bà cô chú anh chị em mình nha. Cái nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Và dù ông xuống cần cái chút cái cá ăn vô quay cả nhà mình xem ha. Có dính là hên rồi. Nãy giờ ở đây chưa dính được con gì chứ. Mập lù. Đây quay nghịch nắng thôi chứ. Phóng lâu xuống rồi cái buông lên. Đang giỡn với to quá hả, nãy giờ nó chưa chụp được cái nào. Trời ơi. Mình phao giật đi. Trời ơi, con cá dữ lắm, cá rồi cá nhậu. Theo bánh hậu cá cả ký luôn. Cả nhà vui. Cảm ơn con Chu Phi nè cả nhà. Ôi con cá Chu Phi cả ký luôn. Trời ký quá nãy giờ. Để ơi con gà cho con cá. Cả nhà mê quá. Ôi con khít. Ôi giật con cá bự mà nó mập con nè. Ôi mệt biết con cá. Gình nãy giờ cả nhà. Ôi. Hay quá. Rửa cho hai cho con cái đầu mớm hết rồi chứ. Móc thả lại. Rồi để vô móc mồi vô thả lại cái cả nhà. Hết con biết con cá hết biết bự. Con cá. Giật được mấy con cá bự này xuống tay không cả nhà ơi. Bàn tay vui không bằng nó. Tê. Ôi thủy sản về cả nhà ơi. Này nó bóm rồi. Còn nhiêu mồi đây để dành mai mốt câu. Về à. Mấy con cá bà. Hàng cá vô phi, hàng cá vô đồng. Ôi con cá câu dính sao. Con cá cũng đã. Cầm lên nặng chịu chịu. Mà nướng là mắm gừng hết cả nhà ha. Cái bàn tay của vui không có gì nghe gì nói. Đất đi cả luôn. Đó, cái này câu được có nhiều rồi ha cả nhà. Xứng đáng. Con cá đã quá tính đâu rồi đó. Hai là con tính đâu rồi đói rồi đó. Sao phên vớt được chú này. Cái miệng khủng khiếp. Cột cục vế giùm con. Ôi, sạn về luôn. Chào cả nhà. Ơi cá câu khiết không ăn uống gì hết trơn. Dòng mấy cục giường này cả nhà, cá dữ lắm, cá luôn mà câu mương này ở đó hai cha con vô không có vô đây câu văn lưới rồi mà lâu lắm mà không có lại đây câu cả nhà. À cả nhà nhớ cái ai mà từng xem video vô hồi trước chắc nhìn mới biết cảnh nó đẹp thế ghê đó. Có văn lưới trong mương này nè cả nhà. Bữa nay vô đi câu dài dài nhánh đập đó rồi mới đổ lại đây nè. Sao mà hên lúc trước kìa đó, câu ở đây cá đâu có ăn đâu.
Hôm nay câu làm sao mà nó đi ngang nó đớp. Cá dòng này câu không dính, thôi dính con nào nó vậy đó. Rồi, hôm nay thất thu. Bây giờ câu đây con, để cho. Hôm nay thất thu rồi. Bây giờ giờ đi tèn tèn về thôi cả nhà ơi, bữa nay thất thu rồi. Được con cái làm cũng được con bự ít. Cũng ok cả nhà. Có đi được ra bác. Con đi thẳng đây đi. Rồi. Người này câu cũng có, không biết ăn không, mình câu hôm nay không ăn. Rồi, cũng kết thúc clip ở đây. Về cả nhà đi kiếm, nói chung là đi kiếm chỗ để câu rồi cả nhà. Hên xui nhà bữa hên thì kiếm chỗ có cá là câu cá nó ăn, với nhà bữa nhiều khi tới đây người ta câu rác đó cả nhà, nó câu tùm lum hết trơn chứ không có riêng mình nên vui. Nó vui thì chỉ là thỉnh thoảng nó đi câu con bữa trời cá ụt rồi, ba con không biết chỗ trước còn ở sông thì còn chạy đi kiếm chỗ, chứ bây giờ đi mò đại vậy cả nhà ơi. Hên xui đây nó trồng dừa quá trời. Ờ cái gô đồng cái dùng này giờ đâu tiêu chứ. Chứ cái dũng này ngồi câu hồi nhóc cái gô đồng kia. Mình không thấy con nào ụt cái gì. Ừ. Rồi, cũng kết thúc clip luôn rồi cả nhà. Câu có hơi ít cá chút cả nhà mình xem thông cảm mình vui nha. Ủa gô phí chạy kìa. Cũng cố gắng dữ lắm rồi cả nhà. Cố gắng kiếm clip cho cả nhà mình xem mà. Câu cá nó ăn biết sao vậy. Ôi cá khúc này cũng phì nhóc chừng luôn bà ơi. Đấy, thôi mình đi ra đây ha. Đấy, mà cái đường này nắng. Rồi, chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại bà cô chú trong những clip tiếp theo nha. Cái này cậu thất thu. Hả? À, ê, cá lóc kìa. Sao bắt? Dít lên, thắt lên, thắt lên. Đấy, rồi ăn luôn. Bỏ thắt nó cũng đó ba. Cá lóc tới đây rồi nè. Ê rồi câu thắt thu về, về là gặp con nào là về gặp con nào là đớp con đấy. Nó tiêu quá vậy. Tàu lao dưới vậy trời. Dính chưa? Dính thật. Dính cái lóc nữa. Mãi là ăn được. Rồi đi. Thì câu thắt rồi đi trên ruộng về dạy ruộng gặp con nào lụm con nấy luôn. Tôi có nuôi nó ngày nào đâu. Bó tài chứ. Chứ cũng bắt được cá lóc nữa. Thôi con cũng chịu rồi. Vô vọng. Nước gì mà cha vô cũng bắt dính cá lóc rồi nè cả nhà. Thôi,